Let I hear an angel. Đâu phải nói vậy đâu. Nó lớn lên rồi, không nghe được hả? Có cần ngậm cái microphone vô miệng không hả? Có cần ngậm cái microphone vô miệng không? Vui học vui, vui học học vui. Hỏi thử vậy. Thôi đi học. Ok, hôm nay mình sẽ học bài mới nha các anh chị. The adjective. Bài đó mình sẽ để dành nó. Mình sẽ để dành nó. Mình sẽ học trong cái bài the sentence. Tại vì conditional, mình thường gọi nó là conditional sentence. Ok, thành ra mình để dành nó. You say for we save it for later. Ok. Yeah, tại sao tự nhiên đói bụng quá vậy nè. Tại khi mà mình học cách đặt câu đó thì mình sẽ học cái bài đó luôn. Ok. Cái câu conditional mà không biết dịch là gì ta. Điều kiện đó. Cái câu điều kiện. Hôm nay mình sẽ học hôm nay mình sẽ học adjective. Tất cả mình học mấy từ rồi các anh chị? Mình học tất cả mấy từ rồi? Danh từ rồi nè. Đại danh từ là 2 nè. Động từ là 3. Mới học có 3 từ à. Mình có tất cả là 8 từ phải không các anh chị? Danh từ, đại danh từ, động từ là 3 hả? Hôm nay mình sẽ học adjective là 4 nè. Lịch kế đó là adverb là 5 nè. Rồi preposition là 6 nè. Conjunction là 7 nè. And cái từ gì nữa ta? Còn một từ nữa là cái gì đó? Tháng từ gọi là gì quên rồi. Tháng từ gọi là gì? Tháng từ gọi là gì? Tự nhiên quên chữ đó. Tháng từ gọi là gì? Như giống như mấy cái chữ wow, gì, mấy chữ đó gọi là gì? Interjection, phải không? Interjection, phải không? Yeah, là tất cả 8 từ.
mình chưa đi nửa đoạn đường nữa đó. Sau khi mà mình học 8 từ rồi, mình sẽ học tới phrase, right? Rồi học tới clause, rồi học tới sentence, okay? Thành ra cho cái adjective. Let me open my text. Okay, adjective mình dịch là tính từ. The adjective. And this is the outline. Uh-oh, I couldn't. Phải để nó gần gần lại mới được. Let's see. The outline là gì các anh chị? Outline là cái dàn bài đó, phải không? Thì trong cái bài adjective này mình sẽ học 5 phần này. Thứ nhất là definition, định nghĩa tính từ là gì. Thứ hai là học các loại tính từ. Có bao nhiêu loại tính từ các anh chị? Hả? Có bao nhiêu loại? Nhiều loại hả? Nhiều loại mà là how many? We can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Nhiều loại là bao nhiêu? Gì nhiều dữ vậy? Yeah, tính từ nó có nhiều loại mà tính từ chưa có đếm. Let's see, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I think 12, right? 12 loại, okay? Khoảng 12. Maybe I skip something, but I check later, okay? Rồi, thứ ba là mình học the order of adjective. Mình có đến 12, 13 loại, thành ra mình phải sắp theo thứ tự. Tính từ nó cũng phải có thứ tự nha, chứ không phải là là muốn làm sao làm. Thí dụ như là, thí dụ, okay, let's see, cứ mở cái sheet trên này hoài. Thí dụ nha, thí dụ cho các anh chị cái câu như vậy, okay, các anh chị sắp làm sao nha. Để coi, suy nghĩ coi câu gì dễ dễ trước đi. Thí dụ như cái câu này nha. Em chỉ sắp thử nha. Belt, green, beautiful, leather and a. Cái sợi dây nịt bằng da đẹp, màu green. Đó. Mình sắp làm sao? Put them in order. Okay. Huh? A beautiful green leather belt. Okay, very good. You missed the noun. My name Tom. A beautiful green leather belt. Okay. Yeah, mình phải sắp thứ tự như vậy chứ không phải mình muốn để đâu để. Okay.
Sau khi mình học cái phần này rồi, các anh chị sẽ biết cách sắp theo thứ tự. Okay. Đó là phần thứ ba mình sẽ học. Phần thứ tư là vị trí của tính từ. Position of adjective. Tính từ nó có bao nhiêu vị trí? Anh chị nghĩ nó có bao nhiêu vị trí? Nhiều lắm phải không các anh chị? Tính từ thường thường nó có mấy vị trí? Nó có ba phải không? Dạ, tất cả là ba phải không? Một cái là sau cái động từ to be, right? Một cái là trước cái danh từ, phải không? Và một cái là sau cái danh từ, right? Sao trạng từ hả? Đâu có từ to be á. Okay. Và đứng sau trạng từ cũng được. Trạng. Yeah, sau trạng từ luôn là bốn vị trí phải không? Thường thường nó sau trạng từ là tại vì nó đứng yeah, đúng rồi, bốn vị trí. Ok, mình sẽ học tới. À, chào các anh chị nha, mới vào. Đó là phần thứ tư mình sẽ học vị trí của tính từ. Phần thứ năm. Okay. Ok, rồi bắt đầu. Nói lại nha. Cái dàn bài của tính từ mình có 5 phần mình phải học. Rồi bắt đầu. Tính từ là gì? Định nghĩa. Tính từ là gì? Is a long definition. Okay. Uh-oh. Mức độ phạm phạm vi. Dạ. Chị My không có nói tiếng Việt, dịch tiếng Việt good. Chị My đánh ra rồi các anh chị dịch nha. Okay. But I try my best anyway. Definition in grammar and writing. The fun really starts when you get to describe things. And that's where adjectives come in. An adjective is a word that modifies a noun or pronoun or other adjective by describing, identifying, or qualifying and words. An adjective often precedes the noun or the pronoun with its modifiers. They are always near the noun or pronoun they are describing. Các anh chị dịch đi. Trong ngữ pháp và trong cái câu viết, nó rất là vui, không biết dịch đâu, anh chị hiểu mà. Khi mà chúng ta diễn tả một cái sự việc gì đó thì đó là nơi mà tính từ nó nói tới. Okay. Tính từ là một cái chữ mà nó bổ nghĩa cho cái danh từ hoặc là đại danh từ hoặc là những cái tính từ khác bằng cách là diễn tả nè, identifying là định nghĩa nè, chất lượng nè của cái chữ đó. Tính từ thường thường nó đứng trước danh từ hoặc là đại danh từ để bổ
bổ nghĩa cho cái danh từ hay đại danh từ đó. Và nó thường thường nó đứng gần danh từ hoặc là cả đại danh từ mà nó diễn tả, nó diễn tả cho cái danh từ đó. Đây là cái định nghĩa chánh nha các anh chị. Mình còn những cái phụ mà nó support cho. Thí dụ như câu này. The black cat is in the kitchen. So the cũng là tính từ, black cũng là tính từ. The là mẫu từ phải không các anh chị? Article. Nhưng mà mẫu từ nó đứng riêng một mình, nó có cái tên là article. Nhưng mà nó đứng ở trong câu, nó sẽ là adjective. Tại làm sao? Là tại vì nó bổ nghĩa cho cái danh từ the cat, nó nhấn mạnh, khi nó nhấn mạnh nghĩa là cho người ta biết cái con mèo đó đó, nó sẽ là article, we call it article, okay, so the cũng là tính từ. So the black cat, so the black is, I mean all the adjective. Okay, next one. Yeah, the kitchen cũng là tính từ luôn. I mean, no. The là tính từ, okay? Chứ the ở trong cái phần sau in the kitchen. So chữ the đó cũng là tính từ, okay? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái kitchen. The tall professor is my father. So the tall đấy, the cũng là tính từ, tall cũng là tính từ. Đố các anh chị chữ my có phải là tính từ hay không? Let me correct my text first. Yeah. My cũng là tính từ luôn nha các anh chị. Tall, the, my, are adjective because they describe the cat and the professor, the kitchen and father, right? Và thường thường tính từ nó sẽ trả lời những cái câu hỏi như là how many, which one, what kind, and how much. Adjective provides pertinent information about the words they modify by answering the questions. What kind, how many, which one, and how much. Tính từ thường thường nó cung cấp, provide là cung cấp những cái thông tin thích hợp về cái chữ mà nó bổ nghĩa để trả lời những cái câu hỏi như là loại gì, có bao nhiêu, cái nào và bao nhiêu. Thí dụ các anh chị. So các anh chị thấy 2 year. Cái year này không có s. Các anh chị nhớ điều này nha. Cái year không có s. Tính từ không có s nha các anh chị, không bao giờ có s. Okay. Là mình gọi là compound adjective. Okay. Hai cái danh từ hợp lại thành một cái tính từ. Okay. Nghĩa là trong sở thú ấy, nó có cái con beo á,
con báo, con beo á, con beo, con beo đàn ông á. Không, không phải vịt đàn ông, con beo đực á, và con beo đực 2 tuổi. Okay. Con beo đực á, no, mèo mà, con beo đực già 2 tuổi, con beo đực, đâu phải con beo cái đâu. Con beo đực, 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 con beo đực già 2 tuổi, ok, mình dịch vậy đó. Thường thường đó các anh chị, tỉnh từ á, mình dịch từ đằng sau ra đằng trước, ok. Còn còn leopard là con beo á, phải không? Con beo đực 2 tuổi, ok, không phải già nha, 2 tuổi già. Và con báo đó, con báo đó 2 tuổi, ok, đừng có dịch chữ già nha các anh chị. 2 years old có nghĩa là 2 tuổi, ok, 2 tuổi chứ không phải 2 tuổi già. Rồi cái này là tỉnh từ nói về what kind, trả lời cái câu hỏi là what kind, right, what kind. Các anh chị coi coi câu này nha. So, những cái chữ mà capital đó, word đó, đó là tính từ. There may be 10 planets in our solar system. Có lẽ có 10 cái 10 cái hành tinh ở trong cái hệ thống gì? Hệ thống mặt trời phải không? Hệ thống mặt trời. Đấy. Và cái 10 planets ở đây nó mình gọi nó là delay subject, có nghĩa là trong câu này cái 10 planet mới là subject, okay? Chữ there không phải là subject, anh chị nhớ điều này nha. Có 10 hành tinh trong hệ thống mặt trời, đúng rồi. So 10 cũng là tính từ, right? Nó bổ. Còn phía sau our solar system in our solar system, nếu mình analyze nó, mình gọi nó sẽ là gì các anh chị? Reposition phrase, okay? Reposition phrase. Okay, next one. Thì ra cái này nó trả lời cho câu hỏi how many, right? He gave her that hat over there. He gave her that hat over there. So that đây cũng là tính từ. Phải không các anh chị? Nó trả lời cho câu hỏi which one? Oh, that one. Right? That's one. Okay, next one. Cũng chia ít chia nhiều hả? Đâu có đâu, tính từ không có số ít số nhiều nha, phải không? Gọi là tính từ chỉ định, definite, I mean definite adjective, khi tính từ chỉ định.
have a bigger TV than he does. So A cũng là tính từ, bigger cũng là tính từ, phải không các anh chị? TV sẽ là danh từ. Rồi các anh chị biết tính từ là gì rồi phải không? Ngoài ra tính từ không phải chỉ là một chữ thôi, nhiều khi nó cũng là một câu hay là một cái mệnh đề. An adjective can be a single word, a phrase or a clause. Phrase là gì? Clause là gì? Một chữ thì các anh chị biết rồi, giống như nãy giờ mình Bruce đó. That là một one single word adjective, right? Một chữ. A là một chữ. Còn phrase á, phrase có nghĩa là một cái cụm từ. Nó có nhiều chữ ở trong đó, nhưng mà nó chưa có rõ nghĩa, hay là nó không, cái phrase đó là có nhiều chữ nhưng mà nó không có cái động từ trong đó. Các anh chị nhớ nha, trong câu mà nó muốn từ thì nó gọi nó, cái đó là phrase chứ không phải là clause. Clause là cái câu nó có động từ. Nhưng mà nhiều khi cả hai, nhiều khi nó không có make sense, có nghĩa là nó không có nghĩa. Ok, nó không có nghĩa, đại khái nó chưa có đủ nghĩa. Cái phrase thì nó không có nghĩa, còn cái clause nó có động từ nhưng mà nó chưa chắc gì nó đủ nghĩa. Ok, thí dụ câu này. It's a large book. So a large book là single word, nghĩa là từng chữ, một chữ tính từ. Okay. A cũng là tính từ. Large cũng là tính từ. Câu này. Dan decided that fuzzy green bread would make an unappetizing sandwich. Dan decided that, có nghĩa là nó nói rằng đó, nó cho rằng đó, cái bánh mì mà nó fuzzy green là gì các anh chị? Là nó quyết định đó. Cái fuzzy green là cái bánh mì mà nó nổi mốc, phải không các anh chị? Không phải không nè, nó mọi nổi mốc màu xanh xanh đó, ghê thì thôi á, phải không các anh chị? Hay dịch là cái bánh mì nó nổi mốc không? Thì nó làm cho cái miếng thì không phải là một cái miếng mà bánh mì mà khi nào mình gọi là bread and khi nào mình gọi là sandwich các anh chị? Một miếng bánh mì á, một miếng bread mà cắt làm mỏng 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 mỏng, từng miếng mỏng mỏng thì lúc đó gọi là sandwich. Ok, còn nó để ở trong một cái bao, nó mình gọi là cái bunch á, một cái bun á, ok, thì gọi là bread. Ok anh chị? Yeah, decided có nghĩa là quả quyết. Okay. Thành ra nguyên cái ổ bánh mì đó mà mình chưa lấy ra từng miếng đó. Nguyên cái ổ đó mà mình thấy nó nổi mốc xanh rồi đó, thì bây giờ mình lấy ra từng miếng mà để mình làm sandwich đó, thì nó không còn ngon nữa. Đó, cái câu này ý nói như vậy đó. Okay. Chứ không lẽ mình lấy nguyên ổ bánh mì mình làm sandwich, phải không? Thường thường nguyên ổ bánh mì nó cắt sẵn nhưng mà nó còn để trong bịch, thì nguyên cái đó gọi là bun, bread bun. Nhưng mà khi mà cắt mỏng ra lấy từng miếng là thì những cái miếng bánh mì đó gọi là sandwich. Ok. Rồi, tiếp tục.
không ngon miệng. Dạ, mình làm xong. Sandwich mình lấy ra mình làm sandwich là 2 miếng thôi, để ham, cheese rồi này everything ở trong đó thành thành miếng sandwich. So cái này mình gọi what kind of bread? Thì các anh chị thế. Okay. And an appetizing sandwich nó cũng là một cái phrase, right? Hay giống như câu này nha. The most unhealthy item from the cafeteria is the steak sub, which will slam your hands with grease. I think I misspelled right there, well, double E then. No, just one E. Những cái này khó dịch với ta. Steak shop là gì các anh chị? Steak shop là gì? Shop là gì? Item. Cái này dịch. Những cái món mà không có, cái món mà nó không có bổ bổ không có bổ cho sức khỏe nhất đó ở trong cái cafeteria. Cafeteria các anh chị biết là gì rồi phải không? Grease là nó làm cho dính cái tay của mình đó, mỡ dầu đó, phải không? Right? Phải không? Reese. Yeah, Reese. Yeah, I think I misspelled right there. Reese. Thì mình đang check nó mà. Thank you. Let me correct my word. Reese là mỡ với cái mỡ dầu phải không? Làm cho cái tay mình bị grease là grease á. Thì mình đánh lại câu này nha. Okay. Grease là dính mỡ, dính dầu, tay mình nó bị nhớt nhúa gì đó. Okay. Cái món mà không có bổ ích nhất ở trong cái nhà hàng cafeteria. Cafeteria là nhà hàng gì các anh chị? Có tất cả mấy loại nhà hàng. Cái restaurant thường á là mình vô mình ngồi chễm chệ đó, mình order đồ ăn, người ta bưng đồ ăn lại cho mình. Okay. Đó gọi là restaurant. Còn đó là sang nhất, tại vì mình ngồi tại chỗ, người mình order đồ người ta đem lại. Sang thứ hai là cafeteria. Cafeteria có nghĩa là cái nhà hàng đó mình vô mình chỉ, ok, mình không có ngồi đó mà mình lợi lợi nó để sẵn mấy cái quầy đồ ăn á. Nó có một quầy thôi chứ nhiều khi một hoặc hai quầy thôi, thì mình lợi mình muốn cái gì mình xếp hàng theo thứ tự đi theo người ta, rồi tới tới khi dùng món. Salad thì mình chỉ nó mình muốn loại salad nào, nó có nhiều loại, rồi tới món steak hay là beef gì đó mình chỉ nó,
mình cứ đi dài dài đến chừng cuối hàng là tới tới hàng nước thì hay là all you can eat nữa. Buffet có nghĩa là không có người phục vụ cho mình, ok, không có người đứng phục vụ cho mình, nghĩa là mình chỉ rồi người ta múc cho mình, không phải. Cái buffet là cái loại mà mình lại mình muốn lấy gì mình lấy, ok, all you can eat, mình muốn lấy gì mình lấy, đó gọi là buffet, right? Và loại sang cuối cùng là gì? Order to go, phải không? Gì mà free? Nó vô nó ăn, nó bỏ bánh mì hết trơn, nó ăn thịt đồ này kia, nó bỏ bánh mì, nhiều khi bỏ cả dĩa luôn á, cả mấy dĩa bánh mì không à. Nó ăn hết cái ngon rồi, ăn hết chi, thịt đồ này, everything đồ này kia rồi, nó bỏ lại cái bánh mì, cả dĩa luôn á. Thấy uổng thì thôi. Có nhiều cái nhà hàng nha, các anh chị phải coi chừng nha, vô nhất là ăn buffet đó, nhiều khi nó bạn để cái bảng nhỏ xíu thôi biết không, mình không có thấy, nó nói nếu mà mình ăn á mà mình ăn không hết đó, mình phải trả 2 đồng, trả thêm 2 đồng, ok, và nếu ăn không hết thì phải trả 2 đồng. Phải để ý nha, bây giờ tụi nó biết rồi, thấy all you can eat là ăn tại chỗ thôi, không được đem ra. Ok, now tới đâu rồi ta? Đó là định nghĩa về adjective. Nó tóm là adjective có thể là có một chữ, mà cũng có thể là nó là một cái mệnh đề hay là một cái cụm từ, ok, nó đi theo cái danh từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đó, giống như mấy cái thí dụ nãy giờ mình nói. Nó là phần định nghĩa. Bây giờ qua cái phần thứ hai là kind of adjective. Có mấy loại nha. Có tất cả là 12 lần phải không các anh chị? Giờ mình đi từ từ nha. Loại thứ nhất, demonstrative adjective, mình dịch là ok, khi mà nó chỉ định có nghĩa là nó rõ ràng phải không? Nên nếu mà nói tiếng Việt đó là tính từ chỉ định, nhưng mà dịch ra tiếng từ tiếng Mỹ đó là chỉ định tính từ. Tại làm sao mình không nói là adjective demonstrative mà mình gọi là demonstrative adjective các anh chị? Các anh chị thấy tiếng Việt với tiếng Mỹ nó viết ngược lại với nhau phải không? Tại sao?
Tại sao mình không có nói theo tiếng Việt là adjective, demonstrative, mà mình nói là demonstrative adjective. Huh? Tại sao tiếng Mỹ nó viết ngược lại như vậy? Cái gì chánh để phía sau? Mình đang nói về tính từ phải không các anh chị? Mình đang nói về tính từ phải không? Thành ra tính từ là chánh nên mình để phía sau. Right. Thì tính từ chỉ định thì nó có bốn chữ: this, that, these and those. Tiếng Nhật giống hả? Yeah, I don't know about the Japanese language. They point out nouns and they always answer the question which one. Tại vì nó chỉ định cái danh từ. Okay? Nó chỉ rõ cái danh từ. Point out là chỉ rõ cái danh từ. Và nó thường thường trả lời cho câu hỏi là which one. Thí dụ dù câu này nha. Let me let's play this game and later watch that movie. Actually, thường thường mình để cái chữ later ở phía sau nha các anh chị. Nhưng trong sách nó nói sao thì Tiểu My bring out exactly như vậy. This diet of mine, or my diet, isn't having much effects. Khi nào mình họ nói là my diet, khi nào họ nói là this diet of mine. Tại sao họ không nói là my diet các anh chị? Cái sự kiêng ăn này của tôi đó thì không có không có I think I missed something. Thì không có ảnh hưởng nhiều, phải không? Ảnh hưởng không có hiệu quả gì, không có hiệu quả nhiều. Okay. Không có hiệu quả nhiều. Để chúng mình ghi vô trong bài next time, biết nói chuyện hơn thì ủ quả. Ok rồi, tại sao họ dùng họ cái này nó không có kết quả gì hết trơn á, cái gì vậy thì nó nhấn mạnh vậy. Hay là câu này, tại vì các anh chị nói my sister, các anh chị nói the sister of mine, nhấn mạnh cái người đó hơn. This car of Anne's is always breaking down. Cái xe quỷ này đó của cô Anne nó lúc nào nó cũng hư hết trơn, nó luôn luôn hư. Các
Các anh chị thấy họ dùng cái present continuous ở đây là một cái câu than phiền, phải không? Mình học cái điều này rồi, phải không? Phải không nhỉ? I work. I work every Sunday. I am always working every Sunday. Học tới đây tôi học tới đâu thì mới ôn cho các anh chị tới đó, ok? Hai câu có cái period chính giữa nha. I work every Sunday. I am always working every Sunday. Hai câu này khác nhau chỗ nào? Một cái câu đó là nếu mình làm việc on Sunday đó, không phải. Một cái câu đó nếu mà mình làm việc on Sunday đó thì mình không có bị đuổi. Ok. Còn nếu mà một cái câu mà mình không chịu làm việc ngày Chủ nhật á thì mình sẽ bị đuổi. Đó, hai cái câu nó nghĩa là như vậy. Ok. Có nghĩa là cái câu I work every Sunday là bắt buộc mình phải làm, không có phàn nàn gì hết trơn á. Tại làm sao? Tại vì mình nghỉ thứ hai, thứ ba rồi, mình phải làm thứ bảy, chủ nhật. Ok, một tuần mình được nghỉ hai ngày mà trong sở nó cho mình nghỉ thứ hai, thứ ba rồi, nhưng mà nó bắt mình làm thứ bảy, chủ nhật. Thì cái câu đầu tiên là chuyện bình thường thôi. Ok, không có phàn nàn gì hết trơn đó, tại mình có cái sự mà đền bù rồi. Right, I work every Sunday. Because I'm off on Saturday and Friday and Saturday, đã thấy như vậy. Okay. Còn cái câu thứ hai đó, okay, mình làm 5 ngày rồi. Right. Tại công việc nhiều quá nó bắt mình làm. Mà thật sự mình không muốn làm, nhưng mà nó bắt mình phải làm, mình không làm nó đuổi mình. Thành ra mình rên, mình rên. I am always working every Sunday. Đó. Anh chị thấy điều này phải không? Thành ra cái câu này trở lại cái bài học. Cái câu này là một cái câu rất là phiền phức phải không? This car of ants. Đã nhấn mạnh một lần rồi. Rồi thêm cái continuous nữa. Is always breaking down. Là cái xe này nó tệ thì thôi đi đó. Right? Thành ra trong một câu nói mình có thể mình hiểu được người ta diễn tả làm sao, right? How bad situation. Discard it. Okay, đó là chữ this, chữ that, chữ those, and chữ these. Nếu mà mình dùng chữ of thay vì cái possessive case, okay. We don't use Skype. We don't operate Skype in this class. For in Monday and Tuesday only, okay? Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mình học grammar. Mình không có sử dụng Skype nha các anh chị.
Tại vì cái giờ này chỉ có một mình chữ mi nói thôi. Okay. Các anh chị không cần nói. I'm very important woman in this class. I mean in this. Okay. Sorry. Mà thiệt nhiều khi các anh chị có thắc mắc gì, if you have any question, you can raise your hand and or you can bring I'm sorry, you can bring your question in the text area. Okay. Okay, now next one. Đó là loại chuyển từ đọc. Nhớ nha, the demonstrative mình có bốn chữ this, that, this and those, right? Bây giờ loại chuyển từ thứ hai stuff. I used with nouns to ask questions. What, which, and whose? Dùng để đặt câu hỏi gồm có bốn chữ này. Các anh chị nhớ cái W and how question. Mình có tất cả là 9, 8 chữ W, start with W and H, right? What, where, when, why? Thì mấy chữ khác không phải là tĩnh từ nha các anh chị. Okay. Chỉ có bốn chữ này mới là tĩnh từ thôi, và thường thường bốn chữ này bắt buộc nó phải đi với noun, nó mới là tĩnh từ. Indefinite adjectives gives indefinite or general information. Often, it answers the question how much. Chữ này nó là tĩnh từ này mình dịch nó là tĩnh từ không xác định đó các anh chị, không xác định đó. Nghĩa là nó nói chung chung thôi, nó không có xác định gì hết trơn. Nó không có nói là nó không có nói là one book, mà nó nói là many books, some books, ví dụ như vậy. Okay. Là tính từ không có xác định, không có nói rõ là how many, how much. Ở đây thường thường nó nói là how, trả lời cái câu là how much. How many children like dinosaurs. Many là how many? 10, 20, 30, 2, 3. Không có nói rõ là bao nhiêu, phải không các anh chị? Nó chỉ nói chung chung thôi. Nhiều đứa trẻ thì thích
Dinosaur là con gì các anh chị? Con khủng long phải không? Con khủng long phải không? Dạ con khủng long. Ok, con khủng long. Hay là câu này. Did you want some bananas? Bạn có muốn một vài trái chuối hay không? Some, how many some? 2, 3, 4, 5. Nó không có xác định là bao nhiêu. Nó chỉ nói some thôi. Ok. Hay là câu này. Is there any waters in the bottle? Có nước, còn nước ở trong cái bình hay không? Some, any. Nó không có xác định là how many, how much. Đấy. Các anh chị coi chừng nha, nhiều khi nó là đại danh từ và nhiều khi nó là tỉnh từ, mình phân biệt khi nào nó là đại danh từ, khi nào nó là tỉnh từ. Họ mention về vấn đề này trong câu này. Many demonstrative or interrogative and indefinite forms may be used as either as or adjective if they come before a noun and modify it. But they are pronouns if they stand alone. Có nghĩa là gì? Có nhiều cái tính từ chỉ định, tính từ để đặt câu hỏi, hay là tính từ xác định, không có xác định. Thì thường được dùng, có thể nó vừa là adjective tính từ mà nó cũng vừa là đại danh từ, giống như những cái chữ that, this, many, some, whose, còn nữa, để thay son là còn nữa. Những cái chữ này nếu mà nó là adjective thì nó sẽ đứng, nhớ nha, đứng trước danh từ là tính từ, nhưng mà đứng sau danh từ sẽ là, I mean đứng một mình nó sẽ là đại danh từ. Yes, khá như vậy. I think I missed the apostrophe. Let me check this. Less, less. So chữ this and chữ that ở trong cái câu này nó sẽ là adjective. Okay. But this one right here. Let's play this and later watch that. So they must get you this and you that in the second one are the pronoun. Khi mà mình nói với cái trường hợp này về tiếng Việt, hãy chơi cái này và sau đó hãy hãy xem cái đó. Khi mà các anh chị nói cái pronoun thì bắt buộc các anh chị phải biết cái antecedent nó là gì. Đồng ý không nào? Phải không? Có nghĩa là mình nói chơi cái này là cái gì? Mình hai người phải thỏa thuận phải biết là cái này là cái gì. Phải không? Cái này là cái game này. Chị học cái này rồi phải không? Antecedent là một cái danh từ
ở phía trước mình đã mention rồi, okay. Rồi mình mới mention cái pronoun của nó, nghĩa là mình không muốn lặp lại cái danh từ đó, okay. Gọi gọi cái đó là antecedent. Thí dụ như là I like Jimmy, okay. Right. Thí dụ vậy đi. And I usually để cái tay ngược talk to her. I like to. So cái antecedent của her sẽ là tiểu mì. Okay. Thành ra thí dụ như là mình nói là tự nhiên á, mình nói I usually talk to her, thì cái người đứng trước mặt mình phải biết her là ai. Okay. Phải biết her là ai, phải biết cái antecedent của nó là ai. Tự nhiên cái câu mình lại cái người nào lão quắc mình nói I usually talk to her, hay là I'll receive her, who her, right? Người ta sẽ nạt mình liền. Ở đầu song song lại nói tôi thường nói chuyện với cô ta là ai vậy, phải không? Không bao giờ mình làm chuyện đó, mình phải biết cái antecedent nó là gì, mình mới dùng cái đại danh từ. Thành ra khi mà mình nói cái câu là let's play this and later what's that, mình phải biết this là gì and that là gì. Anh chị hiểu điều này phải không? Không bao giờ mình nói cái pronoun this or that mà mình không biết cái antecedent của nó. Okay. Anh chị hiểu phải không? Say yes please. Cảm ơn. Ok, cảm ơn. Rồi, ok, tiếp tục nha. Thì thí dụ như câu này. So, các anh chị thấy không? Nếu mà nó đứng trước danh từ, nó sẽ là adjective. Còn nó đứng một mình á, giống như câu thứ hai, this and stop right there. Nghĩa là đứng một mình, không có cái gì theo sau hết. Thì nó sẽ là pronoun. Ok. Okay, cho chị mình biết cái này là adjective hay là pronoun. Okay. Some advertisements are less truthful. I mean less than truthful. Một vài cái quảng cáo đó thì nó không có thật đâu. Nó ít thật hơn. Okay. Yeah, đây là adjective tại nó đi theo cái noun, right? Okay, cái này. Many caused us to chuckle at their outrageous claims. Nghĩa là gì? Funny. Nhiều nguyên nhân. Cái này không phải là nhiều nguyên nhân nha các anh chị, cái cause này là động từ chứ không phải là danh từ. Mà trong cái Google Translate đó, nó dịch như vậy là coi như là nó chữ cause đây là danh từ. Thật sự cái Google nó chỉ help mình
cái từ vựng thôi, chứ nó không có help mình cái the meaning, nó không có help mình cái nghĩa các anh chị. Nghĩa là nó dịch từng chữ cho mình thôi. Ok, nhiều cái gì đó, cái antecedent có thể là những cái lời nói những cái lời nói của họ. Ok, cái uttering, utter của họ, cái many này đó, cái antecedent nó nằm ở phía trước mà mình không có, mình không có biết, mình không có thấy, nhưng mà mình có thể tưởng tượng được. Cái many này có thể là những cái lời nói, những cái lời họ nói tuyên bố một cách ridiculous, outrageous. Nó antecedent, nó là something, nghĩa là chứ không cái phải điều gì đó nó các nằm chữ ở kiểu phía trước á. Okay, thành ra nó ký sẽ hiệu là này rồi ký hiệu pronoun phải không? chứ không phải là adjective. Cái gì ở phía trước á. Ok, rồi tiếp tục. Các anh chị hiểu không hả? Nếu còn thắc mắc thì cứ hỏi nha, để mình sẽ cố gắng cắt nghĩa hết sức luôn, đến chừng nào các anh chị hiểu thôi. Ok, claim nghĩa là claim là nói ra hay tuyên bố ra, hay là state nghĩa là nói ra hay tuyên bố ra, nghĩa là mình claim một cái sự việc gì đó. Let's see. Been by are to assess or demand the I recognition. are To assess or demand right the or recognition. To make a file of file a claim. Claim có nghĩa là, các anh chị ghi xuống, hoặc là các anh chị nói ra. Các anh chị I don't know. Declare đó, hay là announce đó. Right, declare hay là announce alone and mình chào các anh chị mới vào room. Thí dụ như là các anh chị bị đụng xe, you have an accident, car accident, so you claim to the insurance. Okay, nghĩa là khi mà các anh chị bị đụng xe thì các anh chị claim, có nghĩa là báo cáo. Whatever. Thì theo cái tình trạng mà mình đang ấy. No personal.
title trước, okay, personal title. Từ thứ tư, okay. Mấy cái này mình nó cũng là tỉnh từ mà nãy giờ mình đâu có biết. Thí dụ mình nói Mr. Lee. Nhưng mà Mr. Tiểu My, I'm not a gate, okay? Title says a Mr. and Mrs. Auntie, uncle, doctor and lawyer are classified as adjectives if they are apart in front of a name. For instance, in the sentence, anh chị coi câu này nha. Did you visit Uncle Neil on your way back home? Bạn có thăm cậu cậu Neil không? Trên đường về nhà không? Bạn có ghé thăm cậu Neil trên đường về nhà không? Hả? Ok, Mrs. Mrs. là khi nào mà Mary, ok? Mới được gọi là Mrs. Ok? I'm not Mary. Ok, so uncle ở đây cũng là adjective. Ok? Mr. Mrs. Smith cũng là adjective. Ok? So uncle is an adjective. Đó là loại tính từ thứ tư, phải không các anh chị? Bốn loại rồi. Bây giờ tới loại thứ năm. Ok, tới loại thứ năm. Proper adjective. Proper là giống như là proper noun gì đó. Ok, thay vì là proper noun là những tiếng danh từ riêng, thì tỉnh từ nó cũng có tỉnh từ riêng luôn nữa. Ok, nó cũng có tỉnh từ riêng luôn nữa. Thí dụ okay, let me bring the whole thing. Proper adjective is derived from a proper noun and is religious affiliation or culture. Có nghĩa là gì? Tính từ riêng thường thường nó rút từ cái danh từ riêng và thường thường nó được viết qua. Và nó thường diễn tả cái sự việc về về quốc gia nè, tôn giáo nè, hay là phong tục tập quán đại khái như vậy. Ok, thí dụ câu này. By advertising slogans. So English ở đây sẽ là proper noun. Phải không các anh chị? Right? English ở đây là proper noun. Rồi các anh chị coi câu này. Okay. Là danh từ riêng. Đấy. Anh chị coi câu này.
The English language is constantly changing. So English ở trong cái câu thứ hai nó sẽ là proper adjective. Tại vì last one. Coi coi nó bị cái gì đi. Let me move in. Oh no. Okay, không được. Let me cut it off. Okay, không được. Let me cut it off. Can chị đợi chị mi chút xíu ạ? I have the problem. Thì các anh chị biết những cái danh từ riêng, riêng đó, làm tỉnh từ riêng, riêng thì cũng nó chỉ là mình chỉ lặp lại thôi, rồi mình đặt trong câu đứng trước cái danh nó sẽ trở thành tỉnh từ, chỉ có vậy thôi. Đặt nha. Này trước đi. Ok. Rồi tới what else? Vietnam, Vietnamese and Vietnam. Oh, no no. Đây là danh từ riêng nhưng mà đặt trong câu đứng trước danh từ thì nó sẽ trở thành tỉnh từ. Ok. Yes. Some example of proper adjective include American, America, Chinese, China, Jewish, Jews, Spanish, Spanish, Vietnamese, Vietnam, Asians, Asia, French, France, Japanese, Japan, Latino, Latin, Australian, Australia. Thấy như vậy. Thì đây là những cái proper noun. Nhưng mà đặt trong câu nó sẽ trở thành proper adjective nếu mà đứng trước danh từ. Đó là loại tỉnh từ thứ năm. Ok, tỉnh từ riêng. Bây giờ tới tỉnh từ thứ sáu. Thí dụ you can share my rice. So my ở đây sẽ là tỉnh từ. Mình dịch nó là sở hữu tỉnh từ. Possessive pronoun, I mean adjective. Have you seen the house? Bạn có thấy cái nhà của họ chưa? Đấy, vậy. And this is his room. Or they are our friends. Possessive case, ở đây mình gọi là possessive case có nghĩa là có cái apostrophe and chữ s, okay? Gọi là possessive case. Cái cách diễn tả này thì mình không có được dùng cái sở hữu mà có cái dấu phẩy với chữ S. Okay.
chị hiểu rồi phải không? No, cái câu ở phía sau này nè, ok. Nó nói gì cái câu này nè? The problems of the poor must be properly addressed, not the poor's problems. Cái vấn đề của những cái người nghèo đó thì phải được nói tới đó các anh chị. Phải được nói tới properly là gì? Phải được nói tới một cách cách gì? Nghĩa là một cách phổ biến á, hay là một property không hẳn là phổ biến, nghĩa là cho đúng á, ok? Và yeah, cho đúng cách đó phải được giải quyết cho đúng. Và yeah, giải quyết cho đúng á, ok? Chứ phải là phổ biến, phải được giải quyết đã thấy như vậy. Thì giải quyết, mỗi lần mình giải quyết chuyện gì mình phải giải quyết cho đúng, phải không? Gọi là property address. Đúng sáu, nghĩa là tính từ sở hữu đó các anh chị. Mình gọi là sở hữu tính từ. Bây giờ loại tính từ thứ bảy.
Thí dụ nha, the hand has five fingers. Five. Right? One, two, three, four, five. Mình đếm được. Sunday is the first day of the week. Anh chị có đồng ý điểm này không? Người ta gọi ngày Chủ nhật là ngày đầu tiên của tuần. Tại sao là first day of the week anh chị? Ha? Rõ ràng cái điều này Việt Nam mình công nhận cái điều này. Đấy, đồng ý không nè? Tại qua Chủ nhật thì tới thứ hai. Phải không nè? Phải không? Yeah, qua Chủ nhật thì mình gọi tới đó là mình gọi là thứ hai. Thầy nói Chủ nhật phải là cái ngày đầu tiên không? Phải không? Thay vì mình nói Chủ nhật là ngày thứ một, mình đâu nói đâu, right? Thành ra qua ngày thứ hai mình gọi là thứ hai. Thành ra Sunday is the first day of the week. That's right, right? Có nhiều người không biết điều này, không biết không nào? Tại sao gọi thứ hai là tại Chủ nhật là ngày đầu tiên? Phải không? No, thứ hai là thứ hai, không có nói là đầu tuần được. Ok. Tại sao gọi thứ hai là tại vì Chủ nhật là ngày thứ nhất? No, đặt. Các anh chị cứ nghĩ là Chủ nhật là ngày lễ, nghỉ, thành ra thứ hai bắt đầu làm việc, thành ra thứ hai là ngày đầu tiên. No. First day of the week. Ok. First day of the week. Okay. Thôi chịu thôi, chứng minh rõ ràng mà cãi. Ok. Vậy thứ hai là thứ hai. Ok, thứ hai là ngày thứ hai, tại Chủ nhật là ngày thứ nhất. Ok. There are no pictures in this book. Cái chữ no đó, ok, ở trong bài chữ mi không có bone á, chữ mi chỉ Italy. There are no pictures in this room. Ok rồi. Qua cái khác cũng là adjective of number nha các anh chị. An adjective of number nó có 3 loại, phải không? Nó có 3 loại. Thứ nhất mình gọi nó là definite numeral adjective. Tính từ chỉ vào số đó thì nó có 3 loại. Loại thứ nhất là những cái số mình đếm được như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là cái gì? Mình gọi nó là definite numeral adjective which denote an exact number as 1, 2, 3, etc. Thì mình miss cái phần thứ hai. Okay. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. And these are called cardinal number. Right? Mình học trong cái bài thứ hai, trong cái ngày thứ tư, thứ năm rồi phải không các anh chị? Và loại thứ hai mình gọi nó là trong cái definite number có nghĩa là tính từ chỉ về số lượng xác định. Ok. Và loại thứ hai nó là ordinary number.
giống như là first, second, third, fourth, fifth, right, sixth, thấy như vậy, nghĩa là số số đếm á, số đếm với số thứ tự khác nhau nha các anh chị. Thí dụ như các anh chị nói ngày thứ hai trong tuần, các anh chị nói sao? Có 7 ngày trong tuần, các anh chị nói sao? Có 7 ngày trong tuần, các anh chị nói sao? Có 7 ngày trong tuần, các anh chị nói sao? Có 7 ngày trong tuần. There are 7 days in a week. That's right. Okay. Đây là ngày thứ 7 trong tuần, các anh chị nói sao? Hay là nói câu này đi, đây là ngày mùng 7 trong tháng, nói sao? Của tháng nói sao? Đây là ngày mùng 7 của tháng. Very good. Đây là ngày chứ không phải there is, ok, không phải there is. Yeah, it is, thường thường dịch là it is, ok. It is the seventh day of the month. Ok, of the month. Phải nói phải có cái xác định nha các anh chị. Ok, moon CA. It is. You miss the verb. It is. Okay. It is. Hay là s. It is. Thường thường hơn là chữ this. Okay. S. Okay. S. Ví dụ mình nói là what day today? Họ sẽ nói là it's Monday. Hay là it's Tuesday. Chứ không ai nói là this is Tuesday. Nhìn nhớ điều này nha. Tại vì tiếng Việt mình nói đây là, chứ Mỹ thường thường họ dùng chữ S. Okay. S. S is the seventh day of the month. Okay. S is the seventh day of the month. Khi mà nói về số thứ tự, mình phải dùng chữ the. Tôi là con thứ tư trong gia đình, nói sao các anh chị? Các anh chị dùng today cũng được, nhưng mà thường thường các anh chị nên dùng chữ is, ok? Today thì giống như chữ this vậy đó. Tôi là con thứ tư trong gia đình, nói sao các anh chị? Này mẹ, mình học ở trong cái bài đầu tiên. Của ngày thứ tư với ngày thứ năm rồi phải không? Cái bài giới thiệu chính mình á. Yeah, I'm the fourth one. Okay. I'm the now. Right? So the cũng là adjective. Phải không? Fourth cũng là adjective, right? Tại vì mình đang học về cái numeral adjective, right? So nếu mà các anh chị chỉ nói I'm the fourth không, là các anh chị miss cái the noun rồi, miss cái danh từ rồi. Yeah, I'm the fourth one. Nếu mà mình già rồi thì mình nói là one. Còn nếu mà mình là con nít, mình còn nhỏ thì mình nói là I'm the fourth child. I hope. So các anh chị phân biệt được số thứ tự là gì và số đếm là gì, phải không? Đếm là 1, 2, 3, 4. So a cardinal denotes how many, là số thứ tự nói về bao nhiêu. Còn cái ordinary thì is the order of things, nghĩa là nó thứ tự của cái sự việc in a series. Ok, thứ tự của cái sự việc.
Ok rồi. Về cái numeral adjective thì mình có ba loại. Loại đầu tiên là số, phải không? Số thứ tự và số đếm. Loại thứ hai mình gọi nó là Ok, được rồi. Indefinite numeral adjective which do not denote an exact numbers. Giống như mấy cái chữ này. All, many, few, some, any, several, and some. Right? Nó không có nói rõ là cái số thứ tự là số đếm mà nó chỉ nói chung chung thôi. Đó là lỗi thứ hai. Nói về tính từ chỉ về số. Cái lỗi thứ ba. Cái lỗi thứ ba chỉ về tính từ chỉ về số luôn. Distributive numeral adjective which refer to is one of a number. Có nghĩa là every single one. Nghĩa là từng 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 cái một, từng cái một, từng cái một là cái như vậy. Thì nó gồm có những cái chữ như là each, every, either. Okay, let me give the example then. Máy bay trực thăng hả? Okay, each boy must take his turn. Mỗi một đứa trẻ, mỗi một cậu bé thì phải phải gì các anh chị? Phải đợi tới phiên của mình đó. Okay. Phải việc vậy hay không? Ai không nổ. Yến lệnh và lấy cái lược của họ. Lấy lược của họ có nghĩa là có nghĩa là tới phiên của mình thì mình phải làm cái gì đó. Cái gì? Cái nước Anh đó thì muốn mỗi người. Các anh chị nghĩ cái every man ở đây là đàn ông hay đàn bà? Hả? Đàn ông hả? Ở đây chỉ chung mọi người nha các anh chị. Chỉ chung mọi người. Okay. Chứ không phải là đàn ông không. Okay. Chỉ chung mọi người. Thành ra thường thường mà nói chung chung đó, người ta thường dùng chữ his hay là chữ him hơn là chữ her hay là chữ 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 she. Okay. Nhưng mà bây giờ thời nay rồi, khi mà người ta nói mà chung chung, người ta thường dùng chữ his. Okay. Everyone. Expect everyone. Nó rõ nghĩa hơn. Bây giờ không còn cái phân biệt là chỉ nói về đàn ông không, không phân biệt nữa. Mà nếu phân biệt thì phải nói là his hay là her. Everyone, his. I'm sorry, his. Her book.
Oh, sorry các anh chị. Đó các anh chị thấy ví dụ như câu này, everyone has to bring his or her book, right? Rồi tiếp tục. Đó là cái loại tất cả là ba rồi phải không? Tất cả là ba rồi. Vì cái tỉnh từ chỉ về số. Bây giờ tới loại tỉnh từ thứ 9. Tức có tất cả 8 rồi phải không? Bây giờ qua cái 9. Ok. Mất tiếng hả? Adjective of quality. Quality là quality với là khác. Khác với quality chỗ nào các anh chị? Yeah, quality là số lượng. Còn quality là chất lượng. Very good. Phẩm chất phải không? Phải vậy là phẩm chất phải không? Dạ, bản chất hay phẩm chất. Thấy như vậy. Honest. Honest là chỉ về cái gì ta? Để coi một hồi cái yeah, honest cũng là quality luôn phải không? Tại nãy giờ mình chưa có mention gì nó, right? Thí dụ như là ví dụ như những cái này. Long shot, hay là a small round bat, hay là a heavy desk, or long shot gì, pencil. Những cái capital là tỉnh từ hết nha các anh chị, là tỉnh từ hết. Ok, now cái loại tỉnh từ thứ 10 là derived adjective. Khi mà mình nói derived là mình rút ra từ cái gì đó. Ok, mình rút ra từ cái gì. Thường thường các anh chị thấy adjective nó rút ra từ cái gì nè? Từ cái danh từ phải không các anh chị? Nãy mình ở phía trên mình mention ra rồi, right? Rút ra từ danh từ phải không? Ví dụ như là mình nói là ok, let's see. Yeah, từ danh từ. Tuy nhiên, you can see that these adjectives often are made by putting y and ly on the end. Right? Thường thường tính từ mình thường thấy nó có chữ chữ y ở phía sau phải không? Để mình kiếm một cái thí dụ. Trong bài thì mình miss cái example. Giờ hầu hết là nó rút ra từ danh từ.
Thí dụ như tỉnh từ là chữ chữ Y. Ok, wait wait minute. Để mình kiếm cái chữ rút ra từ tỉnh từ mà nó có cuối cùng nó bằng chữ Y đó. Nó rất là nhiều các anh chị. Thí dụ như là Laudi. Cái Laudi là có mây phải không? Có mây. Như Laudi. Easy. Right? Easy. Hay là hungry. Em hungry, phải không? Thường thường nó cuối cùng bằng chữ y đó là rất là nhiều. Em hungry, easy. Hay là clumsy, cái gì vậy? Creepy, smoggy. Các anh chị muốn biết tỉnh từ á, cái những tiếng tỉnh từ các anh chị Google nó, rồi các anh chị đánh cái chữ list of adjectives. Hay là adjective list thì nó ra cả chục, cả ngàn chữ luôn cho các anh chị. Happy, healthy, thấy như vậy. Ok, đó là derive adjective. Anh chị coi câu này nha. Try to avoid using more than two nouns, a adjective for another noun. And these noun compounds can get confusing. Reposition phrase may get the meaning across better than the long noun strings. Nghĩa là nó nói gì? Nói mình cố gắng đừng có dùng nhiều cái danh từ làm tỉnh từ ở trong câu. Ok. Thay vào đó mình dùng cái giới từ. Ok. Đặt thành cái giới từ thì nó sẽ nghe nó dạ, nó sẽ nghe nó make sense hơn, được thấy như vậy. Các anh chị coi câu này nè. Có nghĩa là mình dùng cái giới cụm giới từ để mình chen lấn nó vô, để mình bỏ xen kẽ nó vô thì cái câu nó nghe hay hơn, nó không có bị lủng củng. Các anh chị coi câu này. Omar is a second chef restaurant kitchen crew member. Các anh chị thấy toàn là danh từ không ở trong đó, phải không nè? Restaurant cũng là danh từ, kitchen cũng là danh từ, crew cũng là danh từ luôn. Ok. A second chef cũng là danh từ luôn. Right. Thành ra khi mà mình nói cái câu này, thường thường đó các anh chị, mình có nhiều cái tỉnh từ ở trong câu thì mình sẽ dịch từ đằng sau ra đằng trước nha các anh chị. Thế từ đằng sau ra đằng trước. Ví dụ mình nói Omar là một member là gì, phần tử hả? Là một nhân viên hả? Thành viên hả? Dạ, là một thành viên. Crew là dịch là gì? Câu này mình dịch sao? Crew là một một đội, một thành viên của cái đội phải không? Của cái nhà bếp. Đó, các anh chị thấy nó, I don't know, các anh chị dịch đi. Của nhóm nhà bếp. Yeah, khó khăn phải không các anh chị? Trong khi đó các anh chị coi câu này, nó rất là hay.
thay vì câu đó nó lủng củng, các anh chị coi câu này, cái mình để cái preposition vô, có nghĩa là cụm giới từ vô. Một thành viên trong đội nhà bếp của nhà hàng, thấy không? Nhà bếp của nhà hàng. Cho cái cả thứ hai, right? Các chị coi câu này. Omar is a crew member in the restaurant kitchen during second shift. Đấy. Nó không có lủng củng nữa, mình thế vào những cái cụm giới từ như là in the restaurant kitchen and during second shift. Đấy. Rồi đó là cái loại tỉnh từ thứ 9 là derived adjective, tỉnh từ rút ra từ danh từ hay là từ những cái chữ khác và có chữ y. Bây giờ tới cái loại thứ 11. Compound adjective consists of two or more morphemes, right? Morphemes and có nghĩa là một hay là nhiều chữ hợp lại thành một cái tỉnh từ. Thí dụ như những cái chữ như là downtown, cụm tỉnh từ và cụm tỉnh từ. Nó có rất là nhiều cụm tỉnh từ này, nó có rất là nhiều. Nó có tất cả là 3 loại cụm tỉnh từ. Loại thứ nhất là nó gọi là solid compound adjective. Ok. Học nó hơi rắc rối nhưng mà kệ, mình học cho biết. Ok. Thí dụ như là chữ eye catching. Eye catching là gì các anh chị? Hay là downtown area. Solid có nghĩa là dày đặc, có nghĩa là tỉnh từ mà nó không có cái nó không có tách rời ra, mình gọi là solid adjective. Thí dụ mình nói downtown area. Okay. Right. Nghĩa là downtown này là tỉnh từ, không có tách rời cái chữ downtown ra. Nó là solid, có nghĩa là nó dính liền lại với nhau, nó đặt lại với nhau. Loại thứ hai gọi là hyphen compound adjective. Hyphenate. Hyphenate có nghĩa là nó xin đềm gạch hay là không có cái gạch. Nó không có cái luật lệ gì hết trơn.
mình phải memorize nó, mình phải nhớ nó thôi, chứ không có cái luật lệ khi nào có gạch, khi nào không có gạch, bắt buộc mình phải nhớ nó thôi. Ví dụ như cái câu, ví dụ như cái cụm này, old English scholar, scholar là gì? Thế thành ra cái loại tỉnh từ này tỉnh mình đi thoáng qua cho các anh chị thôi. Hay là các anh chị coi câu này, middle-aged lady, người đàn bà trung niên phải không? Right. Cái này bắt buộc mình phải nhớ thôi. Nó không có luật lệ gì hết trơn. Twentieth century poem, những vần thơ thế kỷ thứ 20, phải như vậy. 28th, right? Yeah, whatever. Hay là African American, hay là Vietnamese Asia American, okay, girl, cái gì vậy? Asian American, nó có gạch, khi nào nó không có gạch? Okay. Rồi đó là loại tính từ thứ 11 là compound adjective. Bây giờ loại tính từ thứ 12 hôm qua mình học. Trong bài rồi, anh chị nhớ không? Loại tính từ thứ 12, hôm qua mình học cái bài mà verbal. Thì loại tính từ đó là loại tính từ gì? Cái participle nó có present participle and past participle, right? Trước nhất là present participle. Cái này mình học ở trong bài verbal hôm qua rồi. Thì present participle nghĩa là gì? Nghĩa là động từ có ing nhưng mà đứng trong câu nó sẽ là tính từ. Ok, thí dụ như là mình nói là the barking, ok, I missed something, and cái ngôi sao đang rơi. So barking, the barking and the falling are the adjective. Okay. And đây là present participle. Tại vì mình sẽ dịch là cái con chó nó đang sủa hiện tại. Cái ngôi sao nó đang rơi. So the first one, barking dog, indicate that the dog is performing the action of barking. Right? And the second example indicate that the star is performing the action of falling. Phải không các anh chị? Rồi, cái loại participle thứ hai làm tính từ, mình gọi nó là past participle. Cái past participle thường thường nó có cái chữ ed, động từ có cái chữ ed, hoặc là động từ ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc, irregular verb. Thí dụ nha. Oh, can do it.
không được. Thì đợi đi tí xíu nha. The broken drum, the scatter leaves. Okay. Cái trống thì bị bể. Okay, cái trống thì bị bể. Và những cái lá đó thì nó rơi lả tả, rơi tơi tác. Okay. Thành ra ở đây á, nó sẽ là past participle, right? Cho cái động từ bất quy tắc là to break. Nó ở cột thứ ba là break, broke and broken, phải không? Nó ở cột thứ ba. Và cho cái động từ thường là scatter, right? Scatter là động từ thường thì chỉ thêm ed thôi cho past participle, okay? Thì trong câu nó sẽ là tính từ. Okay, the broken and the scattered. Anh chị coi câu này nha. Thường thường á, đâu phải riêng wrong broken đâu. Kim Long không thuộc. Yeah, drink, drank and drunk. Okay, drink, drank and drunk. Giờ nhớ rồi Kim Long phải không? Chị coi câu này nha. The ED ending modified are often accompanied by hay là những cái động từ mà nó có ED ở phía sau đó, mà thường thường nó đi theo cái động từ to be. Thường thường nó là tính từ nha các anh chị. Okay. Và nếu mà nó là tính từ thì thường thường nó sẽ đi theo với cái giới từ ở phía sau luôn. Ok. Nó rất là nhiều, nó có rất là nhiều. We were amazed at all the circus animal. Nghĩa là gì? Các anh chị coi darling participle là gì? Darling participle là gì? Nó cũng là past participle nha. Nhưng mà nó dangling. Dangling nghĩa là gì? Là lơ lửng. Okay, là feeling hungry, the child ate an apple. Cảm thấy đói bụng.
cái đứa trẻ thì ăn ăn decide, không phải decide nha. Cái đứa trẻ thì ăn trái bồm, right? So feeling dang, feeling hungry ở đây nó là dangling participle adjective. Phải đứng trong câu nó là adjective không các anh chị? Hiểu không? Nó bổ nghĩa cho cái the child, right? Nhiều khi nó đứng phía trước, nhiều khi nó cũng đứng phía sau luôn. Hay là câu này nha, câu này. Okay, the photographer focused the camera holding his breath. Nguyên cái nguyên cái mệnh đề ở phía trước. Okay, cái holding his breath nghĩa là nguyên cái mệnh đề ở phía trước. Cái holding his breath nó là cụm tỉnh từ, nó bổ nghĩa cho, hay là phải không các anh chị? Phải. Hay là câu này. Yep. Cái này nó bổ nghĩa cho cả cái mệnh đề luôn nha các anh chị, chứ không phải bổ nghĩa cho chỉ có một chữ, hai chữ thôi. Cái ông thợ chụp hình đó, focus on the camera, có nghĩa là ổng chú ý cái máy, ổng chú ý vào cái máy chụp hình và ổng nín thở và ổng tập trung vô cái máy chụp hình. Ok, cái ông mà ông thời chụp hình, ông đang tập trung vô cái máy chụp hình và ông nín thở. Ông nghĩa là ông nín thở để ông tập trung vô cái máy chụp hình. Thành ra cái mệnh đề phía sau là holding his breath, nó sẽ bổ nghĩa cho nguyên cái câu it has blew off. Thì nguyên cái mệnh đề phía trước, nguyên cái mình gọi là adjective clause đó, I mean phrase đó. Ok, nó bổ nghĩa cho nguyên cái mệnh đề ở phía sau. Ok, khá như vậy. Mình tưởng tượng nữa kìa. So in the second one, the noun or pronoun to be modified is missing from the sentence, right? So the phrase running across the road seemed to modify the whole thing, right? Nhưng mà thường thường á, mình nói như vậy nó không có đúng. Ok các anh chị, khi mà mình modify một cái gì, các anh chị viết một câu câu văn, khi mà các anh chị muốn bổ nghĩa cho chữ nào thì các anh chị nên để gần cái chữ đó. Ok, nếu mà các anh chị viết như vậy thì sẽ làm cho nghịch đúng hơn là để nó ở phía sau, right? Nhớ nha, cái như vậy. Hay là cái câu này, như thí dụ như câu này các anh chị thấy làm sao nè. Working as quickly as possible, our car was repaired by a mechanic. Làm việc một cách có thể càng nhanh càng tốt, phải không?
có thể nhanh được, nhanh chóng, nhanh chóng. Chiếc xe của chúng tôi thì chiếc xe của chúng tôi thì thì được sửa bởi ông thợ, right? Thành ra cái nếu mà mình viết như vậy thì có giống như là cái câu này nó bổ nghĩa cho cái our car, không? Đồng ý không nè? Thành ra mình muốn modify cho cái chữ gì hay là cái nghĩa gì trong câu, mình phải để gần mechanic and working as quickly as possible. Ok rồi. Rồi, đây là phần cuối cùng của bài học. Giờ các anh chị, mình đã thông qua 12 loại tính từ rồi phải không? Giờ các anh chị coi hai câu này nha. Ok, coi hai câu này. Chị My chỉ mention cái vấn đề ra thôi, tùy các anh chị, okay. Tùy các anh chị. Các anh chị phân tích câu này trước. The doors will be closed at 9 o'clock. Câu này các anh chị hiểu làm sao? Cái close ở đây nó là tính từ hay là nó là động từ? Theo các anh chị nghĩ, hồi nãy chị My nói rồi, sao động từ to be thường thường nó là tính từ, phải không? Right? Động từ to be thường thường nó là tính từ với cái chữ ed, phải không? Right. Nếu mà các anh chị nói nó là tính từ thì mình sẽ dịch như vậy. Cái cửa, okay, sẽ thì là ở, cái cửa sẽ thì sẽ đóng lúc 9 giờ. Cánh cửa sẽ đóng lúc 9 giờ. Okay. Thành ra đóng ở đây nó sẽ là adjective. Đồng ý không nào? Right. Cái cửa sẽ mình cái động từ to be đây dịch không được. Cái cửa sẽ thì đóng, okay, cái cửa sẽ, cái cửa thì sẽ đóng lúc 9 giờ. Right. Ok, cái cửa thì sẽ đóng lúc 9 giờ. Đó là adjective. Nhưng mà ở đây mình cũng có thể dịch giống như Angry Tiger luôn. Anh chị đồng ý không nè? Cái cửa sẽ được đóng lúc 9 giờ. Thành ra các anh chị thành hai vị trí, phải không? Vị trí thứ nhất là tĩnh từ. Nếu mà nó là tĩnh từ thì mình sẽ biết là cái cửa nó không có mở lúc 9 giờ. Các anh chị phải hiểu như vậy. Nếu mà nó là tĩnh từ thì mình sẽ dịch là cái cửa nó sẽ không có mở lúc 9 giờ. Tự nó không có mở lúc 9 giờ. Các anh chị hiểu điều này không? Nghĩa là mình, nếu mà nó là tĩnh từ thì lúc 9 giờ mình tới cái chỗ đó thì mình thấy cái cửa nó đóng. Ok. Đồng ý không nè? Đó là tĩnh từ. Right.
Thế là lúc mình tới 9 giờ thì mình thấy cái cửa nó đóng. Ok. Rồi nếu mà dịch theo Angry Tiger thì mình phải dịch như gì? Lúc 9 giờ, ok, cái cửa sẽ được cái người nào đó đóng. Nếu mà dịch theo Angry Tiger thì cái động từ to close ở đây nó sẽ là verb, tại vì nó ở cái thì passive voice. Các anh chị hiểu chỗ này không? Nếu mà là adjective thì tự động lúc 9 giờ cái cửa nó đóng, mình thấy cái cửa nó đóng. Còn nếu mà nó là passive voice thì mình biết lúc 9 giờ có cái người nào đó đóng cái cửa. Anh chị hiểu để mi phân tích không? Hả? Thành ra có nhiều người có nhiều khi hỏi, ô, cái chữ close ở đây nó là adjective hay là nó là động từ hay là nó là verb? Nó là cả hai luôn, tùy theo mình hiểu thôi. Ok. Yeah. Thành ra nhiều khi mình bị confused đó chứ không? Mình bị confused đó. Nếu mà nó là động từ thì nó ở cái thì passive. Ok. Còn nếu mà nó là tính từ. Dạ yeah, hiểu rồi. Cảm ơn. Các anh chị khác hiểu rồi phải không? Hả? So in this sentence, will be clothed could be the simple future of the verb to be, followed by the predicate adjective close. And in this case, the sentence could have the meaning that 9 o'clock, the door will not be open. Right? On the other hand, will be close, cái verb phrase, could be the simple future passive of the verb to close. And in this case, the sentence would imply that at 9 o'clock, someone will close the doors. Okay? Mình mới cắt nghĩa rõ ràng như vậy rồi, phải không? Right? Anh chị hiểu không? Hả? Có ai chưa hiểu không? Nghĩa là nếu là đừng có cãi với người ta, ô cái đó là tính từ chứ không phải là động từ. Ô cái đó là động từ chứ không phải là tính từ. Không phải, ok. Cái nào cũng đúng thôi, tùy theo mình cắt nghĩa cho người ta, ok. Mình cắt nghĩa làm sao nó make sense là được rồi, right? Hả? Anh chị cũng... Ok, cho một thí dụ nữa nha. Ok. Cho một thí dụ nữa nha. Yeah, bring your question home, V. The train was stopped at midnight. So stop ở đây nó là tính từ hay là động từ? Hả? Hả? I'm in Texas. Mà nếu nó cả hai mình phải cắt nghĩa làm sao cho make sense, right? Cắt nghĩa làm sao cho người ta đồng ý. Okay. Và nó vừa là tính từ, nó vừa là động từ. Nửa đêm, chiếc xe lửa nó không có chạy, nó nằm chình ình ngay chỗ đó đó. Okay. Mình phải hiểu như vậy đó. Đúng, nửa đêm chiếc xe lửa nó nằm chình ình, nó không có chạy. Đó là tính từ. Okay. Right. Nó không có chạy có nghĩa là nó stop, right? Phải không? Thành ra nó là tĩnh từ. Đồng ý không nè? Chiếc xe lửa thì bị nằm chình ình, thì nằm chình ình. Chữ was ấy mình dịch là thì, phải không? Stop là không chạy, có nghĩa là nằm chình ình. Đồng ý không nè? Phải không? Nửa đêm chiếc xe lửa thì ngừng, phải không? Thì ngừng.
Right? Rõ ràng nó là tĩnh từ. Thì gì? Thì ngừng. Right? Rồi, bây giờ nếu mà nó là động từ. Động từ mà đi với cái động từ to be thì nó phải ở cái thì là past self. Ok, chị past participle mà đi với động từ to be thì nó phải ở cái thì past self, right? Và khi mà past self thì có nghĩa là có người nào đó làm cho nó ngừng, phải không? Đúng nửa đêm, phải không? Người nào đó stop cái chiếc xe lửa, right? Chứ chiếc xe lửa nó không có tự động nó ngừng được. Cái người nào đó làm ngừng chiếc xe lửa, phải không? Mình dịch là đúng nửa đêm chiếc xe lửa bị làm ngừng bởi cái người nào đó. Ok, thành ra cái thứ hai khi mà nó là động từ thì phải có people involved vô, right? Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra khi mà mình nói tĩnh từ hay là nói động từ, cái nào cũng được mà mình phải biết cắt nghĩa cho người ta. Ok, tại sao nó là tĩnh từ thì tại sao nó là động từ, right? Đồng ý không nào? So in the second one, the verb phrase was stop could be the simple past of the verb to be. Và nếu mà là simple past of the verb to be thì nó sẽ là adjective. Okay? So in this case, the sentence would indicate that at the midnight, the train was not moving. Chiếc xe lửa, đúng nửa đêm chiếc xe lửa nó ngừng, nó không có di chuyển. Okay? And on the other hand, cái phần khác, if the verb phrase was stopped, could be the simple past passive of the verb to stop. And if so, in this case, the sentence would imply that at midnight, someone stopped the train. Okay? Đây là cái câu hỏi mà có người nào đó hỏi Tiểu My một lần rồi mà Tiểu My không có giờ trả lời. Cái động từ trong câu là adjective thì các anh chị nhớ cái điều này. Okay. Okay, and that's it. Bài học hôm nay tới đây thôi. Hôm nay mình học definition, định nghĩa tĩnh từ là gì và chia ra tĩnh từ được chia ra làm 12 loại, phải không? Đấy, tuần sau mình sẽ học tiếp. Ok, và phân loại. Tuần sau mình sẽ học the order of adjective. Tuần sau mình sẽ sắp thứ tự, tĩnh từ nào để trước, tĩnh từ nào để sau, đại khái như vậy. Okay. Dạy hát hả? Giờ muốn nghe bài gì nè? Muốn nghe nhạc Mỹ. Ok, một bài cho các anh chị nha.
bài gì nãy giờ ta? Thank you.
kitchen, right? Okay, and that's it. Bài Mỹ hả? Thôi thì. Giờ mà bài Mỹ hả? Okay, let's see. Bài Mỹ thì play back được hay không? Tại vì không, chị Mỹ không biết cái bài đó nó nằm ở đâu rồi. Play back nha, okay, play back nha. Tại bài Mỹ nó ở trong cái website nào chị Mỹ quên rồi. Let's see. Yes, right here. Play back now. Thấy chưa? I hear her voice in the morning hours. She calls me. The radio reminds me, babe. Yesterday, country roads.
Texas, marching mama, take me home when she grows.